Hello, xin chào mọi người. Mọi người thấy không? Hôm nay trời rất là âm u. Gió đông bắc, áp thấp nhiệt đới. Và đấy là cái trại nuôi gà của mình nhé. Đơn giản thôi. Chào các bạn nhá. Và bây giờ mời các bạn vào đây để cùng mình mở cửa để vào bên trong xem nhé. Mình ở rất là xa biển, mọi người thấy đấy, xung quanh toàn cái trạm hoa vàng không? Nữa thì mình phải đi chợ, mình cũng có người quay máy cho nên cái thành ra mình vừa vừa quay một mình thôi nên cái góc quay là không được, tổng quả. Đó, cái tay của mình thì nó có nhiều hồ như thế này, nếu nhiều thì mình cứ thả ra cho nước vào dâng lòng ra, nếu ít thì mình gom lại cho nó đỡ tốn kém điện và để chăm sóc thôi. Và ở đấy là mình nuôi được một tháng mình nhau mọi người, nhưng mình chưa thấy được một tháng mà mình không thấy được và mình ở xa quá mình phải xử lý thôi. Và mình đã xúc được một lựa gà rồi, còn ở đấy còn một số ít, còn chừng 5 kg thôi. Mình để dành lại cho con nó ăn vì con mình đi học xa mà nó nằm về cả mọi người cũng thấy. Lát nữa mình sẽ xúc cho mọi người vớt lên cho mọi người xem nhé. Mọi người nhìn thấy không, được mình xử lý nó trong vắt. Mọi người đợi một chút nhé để mình chỉnh sửa cái máy tay. Nó lăn ở dưới cả đó, mọi người không nhìn thấy nữa. Mình vừa xúc cái thì cái tay lên đấy, mọi người nhìn thấy. Cái bắt cẩn thận nhé mọi người. Gà mình nuôi thì nó rất là khỏe. Mà chắc các bạn mà quan tâm thì những người cũng đã làm rồi. Nhưng cần phải nói. Nó chắc nịch luôn mọi người ạ. Mọi người nhìn thấy không? Dưới thân nó rất là sạch sẽ, trắng nhá. Mình trở lại, thông tái cho mọi người xem. Vì cái mặt mình đặt theo cái chiều ngược lại. Đấy, mọi người nhìn nó,
cái nhìn nó chạm mắt này, chỉ có cả nhìn vào thôi. Mình thả xuống nha, mình vượt qua con khẩu cho mình xem. Và có bạn nào mà quan tâm thì xem những cái lịch sử các khi mình mới làm hồ ấy, thì mình có xử lý và làm sạch như thế nào thì có những cái lịch sử nhé. Đây mọi người nhìn này, mình lấy ra cho mọi người xem nhé. Mình phải cẩn thận giống thế nó cắn. Đây là cứng ngắc luôn. Nhưng mà mình nhìn thấy cái lưng nó chưa? Nó rôm lên đó. Rồi mình xúc một con khác mà cho mọi người xem nhé. Con này cũng là con cải này, mình bập vào đục rồi hái này nó cũng chắc lắm, nó tầm từ 10 đấy, nó sạch sẽ chứ mọi người, phải cầm bóc này nên mọi người nhìn kỳ lắm, nó tầm 10 đến 20 ngày là ok nhá. Con nào nhắn thì 10 ngày, con nào chăm thì từ 20 ngày là hết rồi. Và tất cả đều ok rồi. Và bên này cũng có chứ mọi người. Nó lăn là tống cạc á, vôi thấm là tống cạc của mọi người, những hình thể là mình giống mày gần những hình thể thôi. Đấy, đấy. Nuôi được cái này thì rất là hay cho mọi người, mình chủ động được. Mọi người thấy không, giờ đóng bắt mà mưa mù mịt này, gần cả tuần nãy là không ai đi biển rồi. Rồi tới bây giờ mình xin bye bye chào mọi người nhé. Hẹn mọi người clip sau. Mọi người thấy hay thì xin cho một like, subscribe. Bye bye. Chào mọi người. Bye bye. Rage on that beat, going crazy.
Rage on that beat, going crazy.